Liên tiếp trong hai ngày 26 và 27 tháng 10, Tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng Trà Cổ phối hợp với Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển gần 21.000 con gà giống, 1.600 con vịt giống và 6.800 quả trứng vịt nhập lậu trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Hai vụ vận chuyển lậu đều xảy ra vào sáng sáng các ngày 26 và 27 tháng 10. Các đối tượng sử dụng bè mảng xốp để vận chuyển gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ về phương tiện và hàng hóa. Hiện đồn biên phòng trà cổ đã lập biên bản điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.